Real Madrid cùng Manchester City là chủ nhân của hai tấm vé tiếp theo dự vòng tứ kết Champions League mùa này sau những cuộc đấu đầy hấp dẫn vào đêm qua. Thông tin trên cùng với việc Manchester United chê Gareth Southgate hay Zinedine Zidane sáng cửa dẫn dắt Bayern Munich sẽ lần lượt xuất hiện ngay sau đây. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta hãy đến với bản tin ngày hôm nay. Vinicius giúp Real Madrid đi tiếp ở Champions League. Dường như vẫn còn căng cứng tâm lý sau trận cầu nhiều drama với Valencia cuối tuần trước, nên Real Madrid đã chơi không quá thanh thoát ở nửa đầu đại chiến với RB Leipzig. Tuy vậy, đại diện nước Đức cũng không thể tận dụng cơ hội để chọc thủng lưới Los Blancos trong hiệp 1. Kịch tính sau đó được đẩy lên rất cao khi hai bên lần lượt có bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút. Được biết, người lập công cho kèn kèn trắng là Vinicius và đây đã là pha lập công thứ 3 trong hai trận gần nhất của cầu thủ xứ Samba. Chung cuộc, Real Madrid hòa 1 đều ở lượt về và có vé đi tiếp với chiến thắng 2-1 sau 2 lượt trận. Man City thắng dễ Copenhagen. Với phong độ đang vào form thì Manchester City đã không để Copenhagen có bất kỳ cơ hội tạo nên bất ngờ nào ở cuộc đấu trên sân Etihad. Theo đó, đại diện Premier League đã ghi 3 bàn vào lưới đối thủ sau những pha lập công của Akanji, Julian Alvarez cùng với Erling Haaland. Bên kia chiến tuyến, Copenhagen chỉ có một bàn thắng danh dự ở phút 29. Do vậy, Man City đã thắng 3-1 ở lượt về và giành quyền vào chơi vòng tứ kết cùng thắng lợi cách biệt 6-2 sau 2 lượt trận. Zinedine Zidane sáng cửa dẫn dắt Bayern Munich. Dù mới giành vé vào chơi tứ kết Champions League, nhưng khó có thể nói Bayern Munich đang có một mùa giải thành công. Chắc chắn hùm xám xứ Bavaria sẽ thực hiện một cuộc cách mạng vào mùa hè với vị trí đầu tiên cần thay đổi là huấn luyện viên. Theo tờ Bild, Zinedine Zidane hiện là ứng viên hàng đầu để thay thế Thomas Tuchel. Đây là lựa chọn cực kỳ chất lượng cho đội chủ sân Allianz Arena khi huyền thoại bóng đá Pháp đã chứng minh được khả năng trong thời gian dẫn dắt Real Madrid. Manchester United chê Gareth Southgate. Hàng loạt cái tên chất lượng đã được giới thiệu đến Manchester United để thay thế Erik ten Hag. Trong số này, thuyền trưởng tam sư Gareth Southgate là ứng viên được nói đến rất nhiều trong 24 tiếng qua. Dẫu vậy, phía Ineos không thực sự quan tâm đến việc bổ nhiệm ông thầy người Anh trong tương lai gần. Nguồn cơn của quyết định trên có thể nằm ở việc Gareth Southgate không được đánh giá cao ở khả năng sử dụng các ngôi sao và thường xuyên bị chê bảo thủ trong thời gian dẫn dắt tam sư. Do vậy, vẫn rất khó cho giới truyền thông với nhiệm vụ dự đoán danh tính người ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford mùa sau. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti bị cáo buộc lừa đảo. Dù vừa cùng với Real Madrid vượt qua vòng knockout Champions League, nhưng huấn luyện viên Carlo Ancelotti lại vướng phải rắc rối lớn về mặt cá nhân. Cụ thể, chiến lược gia người Italia bị cáo buộc trốn thuế 1 triệu euro vào giai đoạn đầu dẫn dắt Real Madrid vào năm 2014. Hậu quả của việc này là bản án 4 năm 9 tháng tù mà văn phòng công tố Tây Ban Nha đang đề nghị dành cho huấn luyện viên lão làng. Tất nhiên, phía Real Madrid cũng đã có những hành động để bảo vệ thuyền trưởng của mình. Tuy vậy, chắc chắn Ancelotti sẽ phải tham gia vào một cuộc chiến pháp lý căng thẳng giai đoạn tới. Zinchenko chuẩn bị rời Arsenal. Dù ra sân khá thường xuyên ở Arsenal mùa này, nhưng Zinchenko lại đang cân nhắc một động thái gây sốc về việc chia tay pháo thủ trong phiên chờ hè. Được biết, hiện tại thì Newcastle và Bayern Munich đang là những bến đỗ tiềm năng nhất cho ngôi sao Đông Âu. Do vậy, những tháng tới là lúc Zinchenko cân nhắc mọi lựa chọn để đưa ra phương án phù hợp nhất. Ở chiều ngược lại, Arsenal hoàn toàn có thể tìm đến thị trường chuyển nhượng để tìm được phương án thay thế chất lượng. Jadon Dance nghi chấn thương. Giữa bối cảnh đang chơi hay tại Liverpool thì tài năng trẻ Jadon Dance lại bị nghi chấn thương. Được biết, sao mai của Jacob vừa có pha va chạm rất mạnh với thủ môn Nottingham Forest vào thứ Bảy tuần trước. Điều này khiến Dance bị chấn động và chưa chắc đã có thể ra sân ở những cuộc đấu sắp tới cùng với Liverpool. Quả thực là đen đủi cho Jacob khi mà danh sách bệnh binh của họ hiện vẫn khá dài. Real Madrid kháng cáo án phạt cấm thi đấu của Bellingham. Jude Bellingham sẽ phải ngồi ngoài hai trận sau lỗi phản ứng thái quá với trọng tài cuối cuộc đụng độ Valencia. Điều này khiến cầu thủ người Anh cực kỳ bức xúc, còn huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng tiết lộ kèn kèn trắng sẽ kháng cáo án phạt trên. Tất nhiên, đó mới là nguyện vọng một chiều, còn chưa chắc ban tổ chức La Liga đã nương tay với trụ cột Real Madrid. Real Madrid hưởng lợi từ VAR. Dù mới chịu thiệt thòi vì công tác trọng tài, nhưng Real Madrid lại đang là đội hưởng lợi nhiều nhất từ các lỗi VAR tại La Liga mùa này. Cụ thể, kèn kèn trắng đã có thêm 5 điểm sau những quyết định gây tranh cãi. Đây là chi tiết khiến đối thủ của Los Blancos không hài lòng khi đội chủ sân Bernabeu hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng.
Erling Haaland cân bằng thành tích của Aguero. Erling Haaland vẫn duy trì hiệu suất làm bàn cực kỳ ấn tượng khi vừa chinh phục cột mốc 41 pha lập công sau 37 trận ở Champions League. Sở dĩ con số kia được nhắc đến do đó chính là thành tích mà một huyền thoại Man City là Sergio Aguero đã có trong suốt sự nghiệp của mình. Rõ ràng đội chủ sân Etihad sẽ cần cậy nhờ vào phong độ của chân sút 23 tuổi trong thời gian tới để nuôi mộng bảo vệ thành công trước vô địch tại Champions League. Ole Gunnar Solskjaer vồ hụt Jude Bellingham và Erling Haaland. Dù chưa quá thành công trong nghiệp huấn luyện viên, nhưng Ole Gunnar Solskjaer là một chiến lược gia nhận đánh giá cao trong công tác tìm kiếm những tài năng trẻ. Minh chứng cho luận điểm trên đến ở việc cựu tiền đạo Manchester United đã sớm nhìn ra tố chất của Jude Bellingham và Erling Haaland và từng rất nỗ lực để đưa họ về nhà hát của những giấc mơ. Tuy nhiên, câu lạc bộ cũ lại từ chối yêu cầu trên và rõ ràng đó là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng của Quỷ Đỏ. César Azpilicueta gia hạn với Atlético Madrid. Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao nhưng kinh nghiệm và sự bền bỉ của César Azpilicueta vẫn là thứ hữu dụng với Atlético Madrid. Do vậy, đại diện La Liga đã khẩn trương gia hạn hợp đồng với ngôi sao người Tây Ban Nha trong bối cảnh giao kèo cũ sắp kết thúc. Được biết, thỏa thuận mới giữa các bên kéo dài đến hè 2025 và thông tin chính thức sẽ sớm được công bố trên truyền thông. João Cancelo hy vọng ở lại Barcelona. Càng về cuối mùa thì câu chuyện tương lai của João Cancelo lại càng được nói đến nhiều hơn. Dưới góc độ cá nhân, ngôi sao người Tây Ban Nha rất muốn ở lại Barcelona. Tuy nhiên, câu lạc bộ xứ đấu bò sẽ cần có sự trao đổi với Manchester City để tìm ra phương án tài chính hợp lý nhất. Đặt giả thiết không được Barca chiêu mộ thì Cancelo cũng không thiếu đội bóng theo đuổi với chuyên môn đã được khẳng định. Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Mùa giải đã bước vào giai đoạn kịch tính nhất và chắc chắn các thông tin bất ngờ sẽ xuất hiện liên tục. Do vậy, đừng quên trở lại đây vào ngày mai để biết được những cập nhật tiếp theo về thế giới bóng đá. Còn bây giờ thì xin chào và chúc mọi người có ngày mới thật hứng khởi và nhiều niềm vui. Hãy nhớ bấm like, subscribe kênh và click vào thông báo để theo dõi các video mới nhất của bên mình nhé.